Mà hiện tại cái khó là trong khu dân cư, chính vì cái khó đó cho nên chỉ đạo á, là tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ, ban công tác mặt trận ở các khu dân cư là hàng ngày phải nắm cái tình hình ra vào ở ở tại các cái điểm, các cái nhà có người nước ngoài, có người Hàn Quốc thuê, tức là phải cập nhật hàng ngày để báo cáo công an khu vực. Theo quy định của Bộ Y tế, các địa phương phải tiến hành rà soát các trường hợp nhập cảnh từ Hàn Quốc, đặc biệt là trường hợp đến từ hoặc đi qua khu vực Daegu và khu vực Bắc Gyeongsang đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 9 tháng 2 năm 2020, để thông báo cho chính quyền địa phương thực hiện giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly theo hướng dẫn. Người trở về từ khu vực khác ngoài khu vực Daegu và Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc thì khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe và thông báo, sau đó đến ngay cơ sở y tế để được cách ly điều trị nếu có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Thời sự toàn cảnh sẽ tiếp tục với một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, những hậu quả hệ lụy khôn lường đã thấy rõ từ việc tranh chấp đất đai ở Tây Bắc. Đó là tình trạng khiếu kiện kéo dài gây mất an ninh trật tự, hay những vụ án mạng đau xót rúng động dư luận mà chúng tôi đã đề cập trong chương trình Theo dòng thời sự sáng qua, phần 1 phóng sự với nhan đề Những cái chết trên vùng tranh đất. Vậy vì sao nhiều diện tích đất vùng cao không được quy chủ, không cấp được bìa đỏ, giấy chứng nhận quyền sở hữu? Đâu là nguyên nhân còn tồn tại của thực trạng này? Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 2 với nhan đề Đất không bìa, vì đâu nên nỗi? Bản Pá Tông, xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, trước đây có 37 hộ, đều là người dân tộc Mông. Các hộ ở bản đều đã định cư nhiều đời ở đây, từ đời ông bà, cụ kỵ đến đời con, đời cháu. Gia đình anh Sồng A Say ở bản Pá Tông có hơn 600 mét vuông đất, bao gồm cả đất ở và một ít đất nông nghiệp. Ông bà, cha mẹ anh đều sống trên chính mảnh đất vợ chồng, con cái anh đang sống. Gia đình anh không có ý định chuyển dịch đi đâu, không định cho ai, cũng không sợ tranh chấp. Vừa rồi, khi cán bộ địa chính xã, huyện xuống tuyên truyền, bảo gia đình phải nộp mấy triệu làm cái bìa đỏ để vợ chồng anh đứng tên chính chủ trên mảnh đất này, anh thấy không cần thiết. Và lại, đất bao đời nay của nhà mình mà nay còn phải nộp tiền vào đó. Vì vậy, anh đã nhất quyết không nộp tiền để lấy bìa. Mà không riêng gì gia đình anh, cả bản Pá Tông này có tới gần 20 hộ cũng không chịu nộp tiền để lấy bìa đất. Gia đình tôi ở đây lâu rồi, nhiều đời rồi, không thấy sao cả. Cán bộ bảo nộp tiền lấy bìa đỏ, tôi chưa có tiền nên chưa lấy đâu. Cũng mắc mớ y như vậy, ở tỉnh Yên Bái, cái khó nhất trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực nông thôn, miền núi không phải là thiếu nhân lực, thiếu phương tiện, mà cũng chính là sự thờ ơ của người dân. Mỗi năm, một huyện lớn như Văn Yên cấp khoảng 2.500 đến 3.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng chủ yếu cấp cho người dân các xã vùng thấp, còn ở các xã vùng cao thì rất ít. Có xã, có năm, chỉ cấp được 5 đến 7 bìa đỏ. Bà Lê Thị Hằng, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển Quỹ đất huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái than thở. Mặc dù đã có nhiều ưu đãi, khuyến khích người dân làm sổ, nhưng hầu như người dân vùng núi, vùng sâu rất ít đến làm. Nếu có đến cơ quan đăng ký đất đai thì cũng chỉ đến vào lúc tranh chấp, mâu thuẫn đã xảy ra. Hiểu biết của cái người dân về cái quyền và lợi ích trong việc được nhà nước bảo hộ quyền sử dụng đất của mình, hoặc là những vùng sâu vùng xa, cái giá trị quyền đất của nó nhỏ, đất là cho ông để lại, người ta nghĩ rằng là cái đất đó không có ai đến để tranh giành của mình, nên người ta cũng không cần phải đến làm những cái thủ tục. Đến khi mà tranh chấp đất đai rồi thì mình nghĩ đến cái quyền được bảo hộ của mình. Câu chuyện thảm án xảy ra từ mâu thuẫn tranh chấp đất nương khiến tới 4 người chết tại bản Ma Lù Thàng, xã Hủy Lèng, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên đầu năm 2017 giống như một giọt nước làm tràn ly, dù trước đó những mâu thuẫn này đã được chính quyền cơ sở tổ chức hòa giải nhiều lần. Và những sự việc đau lòng tương tự vẫn có thể sẽ lại xảy ra khi ngay tại bản Ma Lù Thàng, xã Hủy Lèng, hàng chục hộ dân vẫn chưa biết đến sổ đỏ là gì. Những mảnh nương được phân định ranh giới đơn giản chỉ bằng những hàng rào đá thô sơ.
Hay con số đáng giật mình suy ngẫm mà Ủy ban Nhân dân xã Hủy Lèng, huyện Mường Trà cung cấp là còn có đến 70% số hộ trên địa bàn chưa làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lật dở cuốn sổ công tác, ông Hạng Sái Dua, bí thư đảng ủy xã Hủy Lèng, huyện Mường Trà thở dài, ngao ngán. Địa bàn đồi núi dốc, đất canh tác ít, số khẩu phát sinh mỗi ngày dẫn đến thiếu đất sản xuất. Vì vậy, việc tranh đất ở, đất nương là điều rất dễ xảy ra. Mỗi tháng, mỗi năm, chính quyền cơ sở phải liên tục giải quyết việc tranh chấp này. Thực tế thì công tác quản lý đất đai và nhiều mặt khác của địa phương còn nhiều khó khăn. Khi thủ tục cấp sổ đỏ cho các hộ gia đình chưa được hoàn chỉnh, việc phân định ranh giới đất cho các hộ không rõ ràng, chưa kể cán bộ có chuyên môn còn thiếu. Cấp sổ đỏ để quản lý thì cũng chưa được nhiều, dẫn đến tình trạng ý thức của người dân ấy, để mà đi làm sổ đỏ thì cũng chưa có, thì quản lý theo cái kiểu tập quán cũ của ngày xưa. Thứ hai là cái thủ tục làm nó tương đối phức tạp. Cấp sổ đỏ ấy, được cho hộ người dân ấy, thì cũng qua nhiều khâu, nhiều công đoạn. Dân cũng thấy cái đấy thì dân cũng chưa có hộ nào mà tự giác đi làm. Thế bây giờ toàn bộ những cái hộ mà không có thì thường xuyên xảy ra vấn đề tranh chấp đến đường dài này. Khi phóng viên nêu những bức xúc từ địa bàn cơ sở, ông Nguyễn Đăng Nam, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên trả lời bằng việc tung ra hàng loạt con số biết nói. Thống kê từ năm 2007 đến nay, tỉnh Điện Biên xảy ra gần 2.500 vụ tranh chấp, trong đó có 86 vụ liên quan đến địa giới hành chính, còn lại là tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân. Nhiều vụ có tính chất tập thể kéo dài tới hàng chục năm. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu vẫn là từ lợi ích kinh tế và do công tác quản lý đất đai ở cơ sở còn nhiều yếu kém, có nơi bị buông lỏng, thậm chí còn giải quyết tùy tiện, sai pháp luật. Các huyện vùng sâu xa như các huyện Ba Bể thì cái tỷ lệ cấp giấy ở vùng sâu xa, ví dụ như đất nương giấy của các hộ hoặc đất ở nông thôn của các bản, người dân mà không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính ấy, thì người ta có thể được bên nhận giấy chứng nhận. Nhưng một số cái trường hợp chia tách cho con cái sau đó người ta sử đất sau năm 93 phải thực hiện nghĩa vụ tài chính ấy, thì người dân cũng không mặn mà lắm về việc lấy giấy chứng nhận. Nên ra là cũng có một số huyện tồn lại một số giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trả cho những người sử đất. Ông Phạm Văn Thi, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La cũng không thể có cách trả lời khác hơn là một sổ đọc to những con số gạch chân. Toàn tỉnh Sơn La có khoảng 50.000 hộ cần phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Đến nay, mới có khoảng 38.000 hộ được cấp giấy, chiếm 76%. Các hộ còn lại chưa được cấp giấy là do nhiều nguyên nhân như xác định thông tin địa chính do liên quan đến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, khó khăn trong thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất hoặc vướng mắc do liên quan đến đất an ninh quốc phòng, vân vân. Việc nhiều hộ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khiến tình trạng khiếu kiện, khiếu nại, tranh chấp đất đai tại địa phương trở nên nóng bỏng và rất phức tạp. Và trong các cái buổi mà tiếp công dân của các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban dân thì tôi thấy rằng có đến 90-95% những cái vụ việc là liên quan đến đất đai. Cái nguyên nhân sâu xa của nó thì vẫn là cái việc người dân chưa có cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và do chưa có cái giấy chứng nhận cho nên là cái đất đai người ta sử dụng thì người ta không biết là nó đến đâu, ranh giới giữa hộ này với hộ kia, cho nên là không xác định được